trong chư thiên cũng là chư thiên, mà hỏi là tại sao có những cái hàng chư thiên mà có thân hình xấu. Ý là quý vị nghĩ là cứ thể chư thiên là phải đẹp chưa chắc. Xin thưa, cái kiểu chúng ta làm phước như thế nào thì cái kiểu chúng ta hưởng phước như thế đó. Có khi chúng ta không làm những cái phước nó có liên quan tới cái cho cái quả sắc đẹp thì chúng ta cũng không có đẹp. Xin lấy ví dụ, cái quả mà cho sắc đẹp á, là quả gì? Là nhờ cái nhân gì? Cái nhân vô sân, có nghĩa là cái nhân không nóng giận. Cái nhân không nóng giận sẽ cho cái quả là xinh đẹp. Còn nếu như chúng ta nóng giận á, thì chúng ta sẽ cho cái quả xấu xí. Nhớ nha. Thành ra có nhiều người á, miệng họ đó, họ nói rất là thô lỗ, họ nói năng rất là thô lỗ, họ rất là hay nóng giận, nhưng mà họ vẫn làm phước. Quý vị nghĩ có cái loại người đó không? Có. Họ rất là hay nóng giận, nhưng mà họ cũng có làm phước. Thì cái kiểu đó, cái kiểu mà có phước nhưng mà hay nóng giận, nó sẽ cho ra cái quả là thành một cái vị trời có nhan sắc xấu. Cho nên cái kiểu chúng ta làm phước như thế nào sẽ cho cái quả, cái kiểu chúng ta hưởng quả như thế đó. Chứ còn mình không có làm phước cho sắc đẹp mà hỏi làm sao mà nó cho sắc đẹp. Ví dụ như chúng ta trồng cái cây chanh mà nó đòi cho cái quả ngọt, hoặc là chúng ta trồng cái ớt mà đòi cho cái quả nó không có cay, thì xin thưa là nó cũng khó. Trừ khi quý vị mình chơi cái kiểu mà trái ớt không cay, ớt ngọt á. Nói chung ra chúng ta cho cái, chúng ta làm cái nhân gì nó sẽ cho cái quả đó ha. Đừng có bắt buộc là cứ lên cõi trời là tôi phải xinh đẹp. Rồi.